chợ nơi lưu tiêu đầu tuần phiên thứ hai, thời tiết rất đẹp. À, anh Thắng này ra đây báo thông số kia cái nào. Đấy, mình cứ ra sớm các bác thì đầu giờ anh em ăn sáng rồi uống nước rồi. Bao nhiêu tiền cái này đi Hiền Huynh? 15 triệu. 15 triệu, xanh quê lá đẹp. Nuôi không kém gì Điền nhỉ. Cao 30 phân. Chậu này khoảng độ 40 nhỉ, 40-30 nhỉ. Chậu thôi. Một cây trực hoành. Dạo này thấy bạn nhiều cây đẹp lắm. Bây giờ ngồi bán cây nhiều tiền lắm. Cây nào cũng nhiều tiền. Mà có cây nhiều, cho em xem trước cái không bán. Rồi. Nhá. Chào Hiền Huynh. Đấy, quay đi đối diện này con này. Được rồi, con mỗi cái này thôi à? Mỗi cái gì nữa? Cái ổi bao tiền đây? Cái ổi 50 rưỡi. Ừ, được đấy, nhỉ, ổi tàu. Một cây, có hai cây thôi à? Cây kia của ổi à? Rồi, trước bán hết rồi nhỉ? Trước bán hết rồi. Rồi, để xem bắt đầu cái cây này. Quay đầu lên kia, quay đầu á. Đọc số chưa? À ừ, đọc cái. 0979. 0979. 796. 796 881. Rồi. Thắng vẹo mũi to. Thắng một. Rồi cho cái máy sáng đi. Đấy. Này chắc trồng sâu tí nữa cho nó đúng rồi, nó chìm nó lở phần trên này nè. Đấy, nhìn trên thân thôi. Trên thân. Đấy. Trên thân thôi. Đây, phải đục lại cái cổ cái đi. Cổ phải giật cổ trong này này, phải giật cái ngọn này ở trong này, ở cái tay kia phải lấp, làm cái tay thứ hai kia nó gọn lại tí. Giật cái cổ, giật cái ngổ ngọn ở bên trong này. Đánh vào đây thì sâu khó làm. Được điểm cổ ngọn đây đẹp. Đấy. Không lấy ngọn ở đây. Quê không có lối vào. Để thử xem mặt sau nó có ra gì ấy. Con đấy bây giờ vật là làm đục được thì đẹp. Đục được đẹp. Cứ để này thì ai mà nhìn thấy gì. Đấy. Sáng là con thấy mỗi cái này form dáng nhìn hay hay. Sung của trước bán hết rồi, trước. Đây, mua rồi. Ông anh ngủ phê quá. Đây đồ trực cây này được này. Sinh năm Điền sáng đấy, nhìn cái chất liệu nuôi là biết là thợ nuôi tốt này. Cây rất mẫm, không có sâu và nhìn cái đất là biết thợ nuôi tốt. Còn phân lợn đất nó mới xốp. Hiện tại thì chưa biết là của ai, nhưng mà cây này làm lên thì làm cây trực cũng được đấy các bác. Nhìn cái này mới ra chân nó đều đã có đấy. Chân càng nó có đấy, vén cái sẹo khéo. Làm sẹo như này cơ mà. Bắt cái cành từ dưới này lên đây lấp là được nửa cái sẹo. Sau thân nó nhìn nó cũng dị. Làm cái trực lão cũng đẹp. Làm cái trực lão cũng đẹp. Mà thân mà tròn đầy thì cũng phối tiền đấy.
Đấy, các bác nhìn thế này, nó đầy, rất là đầy đặn. Chỗ nào cũng như cái cứ chờ xòe xòe như chỗ này thì phê lắm. Cái này hình như là cây của cây này của anh à? Cây của Hùng. Con này hình như hôm trước làm rồi. Đấy, bây giờ lại phải thằng khác. Bán hết rồi, giờ còn mỗi con này thôi à? Không, con kia không bán được lại. Cái này giờ tăng giá hay giảm giá? Con này 10 triệu thôi. 10 triệu. Chậu quạt. Cho kỹ cái. Con này cái, cho nó kỹ cái bán rồi. Công ty anh xoay em dễ làm hơn ấy. Xoay hơn á? Anh xoay dễ hơn. Đọc số nhá. Đó. À, cứ đọc đi. 0982 0982 705 096 Được cho ai nhất trợ? Phần trước nha. Phần trước. Đấy, có nhu cầu chơi đồ mini. Ok. Đẹp. Anh à? Làm trên nước anh. Đấy. Cây đẹp nhất chợ đấy. Đẹp nhất chợ đấy. Người cũng đẹp nhất chợ đây. Kiểu như là Lý Văn Mách ấy nhỉ. Người như Lý Văn Mách ấy. Người dân. Đây là tập tạ cũng kinh đấy. Đấy. Đẹp rồi. Có nhu cầu là mang về chơi. Trả đá bao nhiêu đồng tiền? Được mấy năm rồi. Đấy, cũng sạch sạch chậu đấy. Xúc xước. Anh Bình xem có đưa cái kia về làm không? Xung nhỉ, vẫn hai cái xung hôm trước hay sao ấy nhỉ? Vẫn hai cái xung hôm trước hay sao? Xung rồi, đẹp đây. Đấy, cây cái điệu cây đấy. Cây còn ba. Bao tiền cây nghệ thuật đấy? Bao tiền cây nghệ thuật này đấy? Triệu rưỡi. Hai cây bằng nhau tiền không? Triệu rưỡi một cây là các bác lấy đâu? Tí tiền. Quả như lá. Đẹp. Rất nhiều quả. Quá nhiều quả. Hồng Ngọc. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai thì bao nhiêu? Rất nhiều quả. À, con đấy là 400. 400. Ừ. Đấy, đẹp rồi. Không cho xuống ghế này. Đấy, cây đấy mới sao? Cái này á? Qua mới cắt cái chân mới. Cây đẹp. Đó, cây đẹp. Thì là nó... Cây đấy bới ra đẹp đấy. Đúng rồi. Sung này là... Nhìn chất nuôi là biết ngay. Sung này thân đủ đẹp đấy nhỉ? Cây đấy bao tiền anh? 6,5 triệu. 6,5 triệu. Đó. Con này thân đủ đẹp. Vừa soi cây đấy rồi. Thân thủ phi phàm. Đây, xinh này, dáng rất là nghệ thuật nha. Kiểu như triển chiêu ấy nhỉ. Vâng ạ. Đấy, hai mặt là đẹp. Ôi, đẹp quá rồi. Quá đẹp rồi. Đấy, để xẻn thôi. Để rồi. Để giá yêu thương cho các bác. Được rồi đấy, đẹp lắm rồi đấy. Để xem cây ổi của Thắng này. Ôm chậu kinh cái quả này. Thân mà nó co lắc mà già tí nít thôi rồi nhỉ. Cái này được đấy, nghệ thuật đấy. Mình mê hổi lắm các bác. Nhưng mà mình giờ mình cũng yêu cầu nó cao cấp hơn mới khổ. Càng ngày chơi nó càng muốn cao cấp hơn. Ngày xưa không có các bác. Không phải không có tiền, không có tiền thì không lúc chẳng có lúc nào có, nhưng mà về cái chơi các bác, mình cứ cố gắng mình nâng cấp dần lên. Các bác bảo vì sao không mê ổi, nó mê lắm chứ. Ví dụ như cây này chơi tốt lắm ấy. Nhưng mà nhà mình có rồi. Đẹp. Chậu cũng có tiền rồi. Đây, cây củ vời. Ha ha ha!
cây của vời, nghệ vời. Tiền thì chưa rõ bao nhiêu. Vời bán hết thì sao, hôm nay còn có mỗi cây này. Cây này mà lên chậu sạch sạch thì được. Các bác ạ, nhiều khi anh em người ta lấy cây về người ta chỉ có bới ra thay chậu ấy là nó khác lắm rồi. Hoặc chỉ cần cắt ra, mà cắt ra nét rồi thì lại thay chậu tiếp thì kèm. Người chuyên nghiệp người ta hay làm thế, nhưng có điều lúc ấy giá người ta đội lên và người ta có khách ấy. Chứ mình đi chợ nhiều khi thay cái chậu lại khó bán. Bây giờ chuyên nghiệp người ta về người ta thay chậu đẹp ngay, người ta có khách to thì rất nhiều tiền. Qua lại cây của anh Kiện này một chút. À đấy, nghe vơi chả thấy báo giá gì. Xanh hột. Hột ở quê mà, quê. Quê gì mà như điền thế này? Ờ. Đố ai là quê người ta mua, người ta mua nhầm này, mua bị ấy này. Em này em gọi là điền mà. Ờ. Quê à? Quê. Nhưng mà nếu đấy cây của thợ già mua nhầm luôn. Sao biết là quê? 28 triệu. Em cũng à mua 28 á? 28 triệu. Giờ bán bao nhiêu? Có đáng bao nhiêu rồi tiền? Cái này trồng thấp còn xuống thành cái chậu này. Đúng rồi, sạch sẽ đấy. Cả mặt trước mặt sau đều của nó đều này. Tiền thì sao chứ nhỉ? Nếu mà không ai mà không thể nào ấy được, không phải nếu như tiền không có tiền biết được. Nhưng nhìn vào đâu mà biết nó là quê đâu? Hôm nay nó chỉ nai một tí đi thôi, người ta bản thân người ta mua người ta không thích. Chung có dính líu đấy. Nó dính líu một tí thôi, chứ nó là bản thân nó là điện xịn luôn, là điện đấy luôn, nhưng mà nó là dính líu một tí. Có tí lai lai. Nhưng mà con này là thế nào là mình đi bán cho con anh em thì mình phải có giao anh bảo thế. Con này là bốc 28 triệu. Giờ là lên đường bao nhiêu anh? À, 12 triệu. Đấy, 12 thôi. Bốc ngày xưa là chủ cũ bốc 28 đấy. Nào đổ số ngay cho nó vui. 0936 292 377 đấy, nghệ vời. Trồng nó trồng hơi cao anh, trồng thấp nó xuống. Chất liệu này thì con này thì đố ai mà chất liệu này khác gì điền đâu, cứ gọi là điền được. Coi nó có mình được cái là bán hàng ấy thì mình bảo người ta còn thế nào mình bảo ấy vậy. Thân sạch sẽ lành lặn rồi xay cái chậu cái là đẹp. Chậu trồng thấp rồi xuống thôi. Trồng đấy. Xay cái chậu mà một người bê đầm đầm thôi. Đẹp đấy. Nay có mỗi một hàng thôi. Mà có một mang cái con để cho cương cái con con. À. Cương mang cái con nào cương nó người hết. Cương cho nó cho em nó đi nó bán. Bán chưa sớm. Cương bán tốt phết nhỉ? Cái đồ của mình thì nó nói chung nó không phải là già, không phải là như nó được, là nó có một con lét tí thôi. Giá nó hợp lý đấy. Là giá cơ bản là giá nữa đấy. Nó trông sạch sạch mà nó đồ nó cũng vừa non non thôi. Đẹp đấy. Này chợ ít cây quá. Kiện ngủ rồi, Kiện đi ngủ rồi. Đấy, xanh của Kiện hôm trước quay đây. Chưa lên đường à? Vẫn còn hai cây to ở nhà đúng không? Chắc thế. Cây này với cây giống cây này. Hôm qua ông vẫn đi mò đi mua này. Cây như này. Qua mình thấy đi mò đi sân mua đấy này. Chắc để 5 cây là hết này. Tầm đấy. Đấy nhưng có lúc chà. Người ta bắt mớ thì cơ mà lại bớ. Không có lối vào. Không có lối vào. Đẹp, đẹp. Con này thấp đấy. Đẹp. Sạch. Sạch đẹp. Nó bám mấy chung nó không được sạch sẽ như đấy. Nó không được đấy. Tại vì ông này ông nuôi cả vách cả cốt bó bám vào. Ừ. Nhưng mà cái này mà lọc đi thì nó lại không ổn. Trơ. Cứ để cái này thôi. Vừa vách vừa cốt. Không có lối vào. Chui vào. Lưng còn đeo cái ba lô to tướng. Đấy, cây này hay đấy. Ok.
tìm cái đường vào một xíu để quay cây đằng sau kia một xíu, với cây thực tế là quay rồi nhưng mà bác nào mới xem thì cũng có thể tìm hiểu thêm. Wow. Mình lưng còn đeo cái ba lô quá nên là nó vướng. Rồi, ok các bác, bên này có cái mai tử quý.